Chào mừng nhau đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay mình sẽ review cho anh em về hai cái tủ đựng linh kiện ha của Workflow. Một cái tủ anh em nó là 38 chi tiết ha. Đó, như này nè, những ô nhỏ, nhỏ nè, rồi có những ô vừa nè và hai cái ngăn lớn bên đây nha. Một cái tủ này giá cũng rẻ lắm anh em ơi, nó không có mắc tiền đâu. Nó chỉ có 623 ngàn cho cái size lớn này. 623 ngàn nha. Đó, thì chút xíu mình sẽ giới thiệu kỹ thêm. Đây, và cái tủ thứ hai. À, cái tủ này nó lại mắc tiền hơn mấy anh. Cái tủ này 39 chi tiết mà giá nó lên tới là 703 ngàn. À, 703 ngàn. Ok ha, đó là hai cái tủ đựng linh kiện. À, anh em nào ở nhà mình có đồ á, nhiều chút 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 rồi mình đựng cái này. Rồi, ở phía sau á, thì nó sẽ có chúng ta ở đây nè, khoét 4 lỗ nè. Một hai cái lỗ ha, đây hai lỗ là 4 lỗ để chúng ta treo ốc. Anh em bắt hai này đơn giản là lấy băng keo giấy á, anh em dán lên đây nè. Dán vô đây ha. À, dán vô trong đây rồi anh em khoét hai lỗ đây rồi anh em dán vô tường, anh em khoan ịnh vô bên đây cũng vậy nha, mình dán vô tường xong mình khoét khoan vô cái lỗ cho bằng cái giấy á, là mình ịnh vô thôi, nó đơn giản lắm. Rồi về cái tủ này anh em nó là 38 chi tiết thì nó sẽ có những cái học gì đây. Cái size thông số của nó dài là 502, chiều cao là 375 và chiều rộng của nó là 160, đó là về phủ phủ bì nha. Rồi trong đây thì nó sẽ gồm những cái gì à. Rồi ha. Đó. Vui ra để anh em coi. Rồi đây. Thì một cái hộc vậy anh em, nó sẽ có những cái hộc nhỏ nè. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. À. 4 x 8. À, đó là 24. Ở lộn 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 lộn. 8 4 32 chứ, nhưng thiệu lộn ấy. Nhưng mà sao 4 nha, ta 42 như rồi. Mỗi cái học anh em nó thiết kế dài thòn lọn luôn rồi nha. Trong cái học này á, là chiều dài nè nha, nó sẽ dài như thế này, rồi trong đây nó sẽ có cái ngăn. Ở thiết kế hay ha, một cái ngăn học vậy là nó có một cái miếng ngăn như thế này thôi. Anh em muốn ngăn dài ngăn ngắn vậy thì ngăn ha, 1 2 3 thì anh em có thể di chuyển được ba cái ô như thế này ra. Chiều dài cái này á, thì nó sẽ là lọt lòng ở đây, thì ở đây nên tầm khoảng cỡ 10 15 nha. Nó lọt lòng 15 hoặc là ở đây cũng có gù lên là 13, di chuyển qua lại được. Ok anh em ha. Còn bề ngang ở đây là khoảng 5 5 cm. À, lọt lòng ở tầm khoảng 4 gần 5 anh em, 4,9 lọt lòng ha. Rồi chiều cao. Chiều cao này nó là 3 rưỡi nè, lọt lòng đây 3 3 rưỡi. Thì mỗi cái ô như thế này anh em nó sẽ có tổng cộng luôn là 32 ô ha, 32. Với ở đây nó thêm những cái ô lớn này nè, 1 2 3 4 5 6. Đó là thành 38 ô ha, 38 ô. Rồi thì cái mỗi ô này anh em cứ kéo ra ha, đó như này thôi, anh có thể kéo như này được nè ha, chứ nó không có rớt ra ngoài nha, nó có cái gờ nằm đây nè, ráp vô kéo ra đây, kéo ra nó có gờ ha, nó tựa như này để nó lấy đồ ha, anh em muốn lấy gì anh em lấy ha, anh em đựng gì đó linh kiện điện tử gì đó ha, rất là nhiều mấy anh em ơi, 32 ô như này rất là nhiều luôn nha. Rồi cái tiếp nữa nó sẽ có bốn cái ô lớn đây, ô lớn nè, ô này thì nó cũng dịch chuyển ra được, cũng dịch chuyển ba ngang ha, dịch chuyển tới dịch chuyển lui. Ok ha. À, thì mỗi cái ô này anh em cái chiều size của nó là nhiêu đây. Bề ngang anh em lọt lòng cái này tầm khoảng cỡ 10 11. Chiều dài cái này tầm khoảng 10 14 năm nha, chiều cao này anh em là 7 7 cm. À, đó là về một cái ô mà thiết kế 4 ô như thế này thôi. Thực ra anh em một cái tủ như thế này anh em đựng rất rất nhiều đồ nha. Kéo rơi như này nó có gờ nằm đây nè, giữ lại anh em ha, nó không có rớt ra ngoài. Ok ha, đẩy vô. Đó, nó sẽ có thêm 4 ô như vậy và nó có hai cái ô lớn. Rồi, ô lớn này hơi bị nhiều. Ô lớn này thì không có ngăn nha, chiều dài của một ô này là 23, bề rộng của nó là tầm 14 năm, chiều cao luôn là 7 cm. Đó, nó có hai ô như này. Heo này để chúng ta đựng linh tinh cái đầu lớn nha. Nha. Thì một cái tủ như này mà giá chỉ có 623 ngàn thôi, thật sự giá rất là rẻ mà. À, rất là rẻ, 38 chi tiết, xung quanh nó thì hợp bằng nhựa, treo bằng 4 ốc phía sau nha, 623 ngàn thôi. Nha, 623 ngàn tuổi con quật rồi. Ok nha. Rồi, 38 ô. À, ok rồi. Nha. Quá đẹp. 623 ngàn cho cái tủ này nha. Rồi mình qua. À, giới thiệu cái tủ này. Tủ này 39 ô. 39 ngăn. À, giá của nó là 703 ngàn anh, nó mắc hơn cái tủ hồi nãy luôn. Về thông số kỹ thuật anh em bề ngang ở đây, bề chiều cao anh em.
nó là 475, chiều rộng này 380 và cái độ sâu là 160. Nếu mà so về cái kích thước thì nó nhỏ hơn cái tủ này à nha, nhưng mà sao mà nó lại mắc hơn mấy chục ngàn mình không biết. Nếu mà so với kích thước thì nó sẽ nhỏ hơn cái tủ bên này nha. Cái tủ này thì bề ngang tới 502 lần à, chiều nó nhỏ hơn cái chiều bề ngang anh ha, nhỏ hơn xíu. Rồi 39 đô ha, giá tủ này nó mắc tiền hơn nha, tới 703.000 lần. Rồi trong đây nó gồm những gì đây, mình sẽ khui cho anh em coi. Thực ra mấy cái tủ này anh em mới khui ra anh em coi thì nó mới biết được ha. À, đây ô này à, cái ô này và ô này giống nhau không? Đây mình sẽ coi cả hai cái nó giống không ha, nó khác nhau nha. À, cái ô mà nằm ở trên cái 623.000 là nó dài hơn chút xíu, thì nó có cái ô này thì lấy cái gờ bên đây nha. Hai cái ô này thiết kế khác nhau. Rồi cái này lọt lòng anh em tầm 13.5, ở gần 14 nha, gần 14. Bề ngang này khoảng 5 cm, chiều cao khoảng 3.5 đó. So với cái ô bên kia thì cái ô bên đây nó sẽ ngắn hơn chút xíu, nhưng mà nó không có cái gờ, nó không có cái ù này nè nha, thì tùy anh em thôi đó. Thì thiết kế bao nhiêu ô đây, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 30 cái ô này nha, 30 ô. Rồi thiết kế đây, đây 9 cái ô lớn nè nha, ô lớn nè. Mỗi cái ô lớn này anh em thì nó được thiết kế là, để coi bề ngang của ô này nó là 10, gần 11, chiều dài của ô này nó là 10 13 năm, chiều cao luôn là 6, và nó có một cái tấm ngăn dịch chuyển ha. Ở tấm ngăn này không dịch chuyển được, tháo ra luôn anh em ơi nha, tháo ra luôn chứ nó không có cái gờ để chúng ta có thể là dịch chuyển qua lại được ha. Này anh em tháo luôn, hoặc anh em ráp lại là anh em ráp lại thôi, chứ nó không có cái gờ nha, nó không có dịch chuyển qua lại được ha. À, rồi ok đó, thì nó được thiết kế anh em, nó là 9 ô như thế này nha, 9 ô như thế này đây. Rồi này là tủ dạng tủ này, nó thiết kế dạng đứng, kia thì nó nằm ngang nha, thì tùy anh em thôi. Rồi phía sau bên đây thì nó cũng vậy, cũng có 4 ốc. Rồi phía sau nó cũng có 4 cái lỗ ha, lỗ nè, một cái lỗ bên đây, hai cái lỗ bên đây và hai lỗ bên dưới, hai lỗ bên dưới để anh em có thể keo được nha. Đó, đang nghiêng qua cái là nó sẽ đổ ra ngoài, thấy chưa. Rồi nhắc lại cái tủ này giá là 703.000, còn cái tủ bên kia giá là 623.000 nha. Thì anh em đang có nhu cầu vào dòng tủ nào thì có thể ghé mình mua, ok anh em ha. Đó rồi, giá tại cửa hàng chưa còn với ship nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.